Xin chào mọi người. Tối hôm nay mình giới thiệu đến mọi người là laptop Dell Latitude 5330 nha mọi người. Đây là cái dòng i5 Gen 12, rất là chất lượng luôn mọi người. Và đặc biệt là mình thấy là cái ngoại hình nó cũng còn khá là sạch sẽ. Mình sẽ quay rõ ràng cái ngoại hình, cái cấu hình mà mình báo giá cho mọi người nha. Giá là mình đảm bảo là cực kỳ tốt luôn. 5330, cái dòng mà rất là chất lượng, cao cấp. Cái phần vỏ đây mọi người, vỏ là mọi người thấy là không có bị dạng như là cái bóng mòn mà đã qua sử dụng nhiều á, mọi người nhìn thấy là nó rất là đẹp luôn á. Đây ha. Chỉ có mỗi cái phần góc này nó bị trầy. Chỗ này là nó có trầy nha mọi người, và nó có xước ở đây nè mọi người nè. Máy thì vô cùng cứng cáp, mình cái tỉ mỗi cái góc phía này thôi. Còn lại là ok hết. Còn lại là mình thấy là khá là đẹp. HDMI, USB, tai nghe, thẻ nhớ, góc cạnh. Góc cạnh nó đẹp lắm, nếu không bị cái chỗ đó thì mình nghĩ là máy nó đẹp tuyệt vời luôn. Ít có bao giờ mà đẹp như vậy. Sạc Type-C, USB. Đó, có mỗi cái chỗ là xước từ ở phía trên này xuống ở dưới này thôi. Vậy thôi mọi người, xước chút. Rồi bây giờ vô bên trong mình sẽ quay rõ hơn. Màn hình là 13.3 inch nha mọi người, màn Full HD, đẹp, không có lỗi làm gì hết. Phím cũng rất là đẹp luôn mọi người nè. Quá là đẹp. Góc cạnh là đẹp. Đẹp ha. Và đây là cái dòng Gen 12 nha mọi người. Mọi người thấy cái hình thức với ngoại hình nó y chang Gen 11. Và đây là Gen 12 rồi. Chip 5330 Gen 12 ha. i5 Gen 12 nè. Mọi người thấy là Gen 12 là nó 12 CPU. Nếu như mà cái i7 Gen 11 luôn thì nó cũng 8 thôi. Đây Gen 12 là nó là một cái chip thế hệ mới rồi. 12 CPU. RAM là 8GB. Mình cũng nói luôn, đây dòng Gen 12, Gen 11, Gen 12 của cái dòng mà 5330 này nè. Của dòng 13.3 inch gọn tiện. Đây là cái dòng, những cái dòng này người ta sản xuất ra là để là dạng như là cũng một phần là doanh nhân nữa mọi người, để mang vác đi lại. Và có cái option RAM 8, RAM 16 ha. Cái này là 8GB, nó không có nâng cấp được RAM. Đó là sao là sẽ báo như vậy nha mọi người. SSD là 256GB. SSD này thì mọi người có thể nâng cấp lên 512, 1T gì đều được nha. Mọi chức năng là hoạt động hoàn hảo. Mình có check cái series máy luôn. Đây series đây ha mọi người. Đây máy sản xuất cho Japan 2022 và nó hết bảo hành năm 2025 lận đó, để cho mình biết cái nguồn gốc xuất xứ của cái máy thôi. Hoạt động hoàn hảo luôn á. Và cái mã này á, thì pin nó lớn mọi người. Gen 12 nhảy lên Gen 12 thì pin nó lớn hơn Gen 11 nữa, nên pin là trâu, ok hơn, là chắc chắn là trên 3 giờ rồi. Máy thì kèm sạc Type-C Zin của Dell, mọi chức năng hoạt động hoàn hảo. B532 mã mình đặt cho máy và mình báo giá mọi người. Con máy này giá của nó là 8,5 triệu nha. Ai chốt có thể inbox mình. Mua hàng cọc 1 triệu, còn lại mình ship code nè. Mọi người nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán số còn lại cho bưu điện. Cái chip Gen 12 nó khác bọt, và cái dòng mà đời mới thì nó đã lắm mọi người. Có 8,5 triệu như những con Gen 8 thôi. Ai chốt thì inbox mình ha. Cảm ơn mọi người đã xem kênh, đăng ký kênh của mình.